trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn. Những đòn quyết định cuối cùng trong mùa xuân toàn thắng năm 1975. Qua hồi ký của thượng tướng Hoàng Cầm. Thế trận mà quân đoàn 4 và các quân đoàn 1, 2, 3 và đoàn 282 đang đứng ở vào thời điểm những ngày giữa tháng 4 năm 1975 là một thế trận được tích tụ của 4.000 năm dồn lại, tạo thành đỉnh cao của một thế trận hôm nay. Trong cuộc kháng chiến 30 năm từ năm 1945 đến năm 1975 dưới sự lãnh đạo kiên cường đầy bản lĩnh, mưu trí và sáng tạo của Đảng và Bắc Hồ, quân và dân ta đã hai lần tạo ra một thế trận có ý nghĩa bước ngoặt. Bằng cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là trận tiêu diệt lớn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ chấn động địa cầu dẫn tới Hiệp định Geneva, nửa nước được giải phóng, tạo một hậu phương lớn nhân tố thường xuyên hậu thuẫn cho tiền tuyến miền Nam tiếp tục cuộc trường trinh lần thứ hai, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cuộc đồng khởi năm 1960, cuộc tiến công nổi dậy Xuân 1968, cuộc tiến công chiến lược năm 1972 cùng một lúc trên ba hướng Bắc Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Và sau cùng là một điện biên phủ trên không một sự kiện giọt nước làm tràn cốc nước diễn ra liên tục 12 ngày đêm trên bầu trời thủ đô Hà Nội và một số nơi khác đã dẫn tới hiệp định Paris, tạo ra một thế trận mà chính tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, tay sai của đế quốc Mỹ đã thừa nhận có nhiều khoản trong hiệp định này bất lợi cho chúng mở đầu nhiệm vụ tạo đỉnh cao thế trận vào giữa tháng 4 năm 1975 là chiến dịch Tây Nguyên với trận thắng điểm huyệt Buôn Ma Thuột gây phản ứng dây chuyền làm rối loạn, đảo lộn thế bố trí chiến lược của địch, tạo thời cơ nhảy vọt của cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Sau chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi, trên cơ sở theo sát sự phát triển của tình hình, sự phân tích chính xác của các dữ kiện, ngày 18 tháng 8 năm 1975, Bộ Chính trị khẳng định cuộc tiến công chiến lược đã diễn ra ngay trong năm 1975. Mở đầu bằng chiến dịch Tây Nguyên và quyết định hoàn thành giải phóng miền Nam trong năm 1975, từ kế hoạch 2 năm rút xuống 1 năm. Thấy trước sự thất bại không thể tránh khỏi của địch ở Huế, Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị nhận định thời cơ chiến lược lớn đã đến, cần phải tranh thủ thời gian cao độ, nhanh chóng tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu hành động táo bạo, bất ngờ làm cho địch không dự kiến kịp và không kịp trở tay để thực hiện quyết tâm hoàn thành giải phóng Sài Gòn và miền Nam trước mùa mưa. Ngày 31 tháng 3, từ nhận định thời cơ chiến lược đã chín mùi, Bộ Chính trị ấn định thời điểm cuối cùng giải phóng Sài Gòn trong thời gian sớm nhất là trong tháng 4 không thể chậm. Đi theo các tư tưởng chỉ đạo kể trên là kế hoạch chiến lược do quân ủy Trung ương soạn thảo đã được Bộ Chính trị thông qua để chỉ đạo các chiến trường thực hiện. Tháng 3 năm 1975 có thể nói là một tháng kỳ diệu trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta. Một tháng có những bước tiến thần tốc, với bốn cuộc họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo thực tiễn của Đảng phát triển lên một đỉnh cao mới, đó chính là nguyên nhân tạo ra đỉnh của một thế trận hôm nay. Bây giờ là hạ tuần tháng 4 năm 1975, mùa mưa đang tới gần, cái mùa mà địch rất mong đến nhanh. Còn ta thì có đủ điều kiện cả thế và lực để tới đích cuối cùng vẫn trong tiết trời mùa khô. Tất cả lực lượng nằm trong đội hình chiến dịch tiến công mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã có mặt ở năm hướng chính, Đông, Đông Nam, Bắc, Tây Bắc và Tây Nam, chỉ cách Sài Gòn trên dưới 40 đến 50 km. Nếu mậu thân 1968, cũng từ năm hướng tiến vào Sài Gòn với năm mục tiêu tương tự trong nội đô cần phải tiến công tiêu diệt, hỗ trợ lực lượng nội đô nổi dậy trong thế trận cải răng lược, ta địch xen kẽ nhau, thì giờ đây, phía trước là mục tiêu tiến công, còn phía sau là một vùng giải phóng sạch bóng quân thù nối thông ra tận thủ đô Hà Nội. Từ hậu phương miền Bắc, ta có thêm một con đường xuyên Việt đã được định hình từ lâu mang cái tên quen thuộc trong tâm tưởng mọi người, quốc lộ 1A. Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Nhưng giờ đây con đường thanh thang đó chưa thông trọn vẹn, mới qua Xuân Lộc, tới Dầu Dây. Nhờ đó mà khối lượng chi viện từ hậu phương vào được tăng nhanh, đáp ứng yêu cầu của trận quyết chiến lịch sử hậu cần B2 trong những ngày cuối cùng đã huy động 4.000 xe ô tô vận tải các loại, 656 thuyền máy, cano, 1.736 xe đạp thổ thành lập 15 bệnh viện giá chiến, 17 đội điều trị, tổng số 10.000 giường để phục vụ chiến đấu. Từ cuối tháng 12 năm 1974 đến trung tuần tháng 4 năm 1975, do ý thức được trách nhiệm của khối chủ lực miền cùng với nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, quân đoàn 4 liên tục xúc tới chấp nhận hy sinh mất mát đóng góp xứng đáng của mình vào các trận tiến công tiêu diệt sinh lực, tạo thế, mở ra một vùng giải phóng rộng lớn, liên hoàn, kéo dài từ toàn bộ tỉnh Phước Long, Bình Long qua Bắc Tây Ninh, Dầu Tiếng, Trơn Thành, từ Mỏ Vẹt đến La Ngà, Xuân Lộc qua Hoài Đức, Tánh Linh, từ Quốc lộ 1 đến Nam lộ 2, bà Diệ hình thành bàn đạp bao vây Sài Gòn từ nhiều hướng, Đông, Đông Nam, Bắc, Tây Bắc, xứng đáng vị trí Đông Nam Bộ là chiến trường chủ yếu trực tiếp đánh vào xào huyệt cuối cùng của địch là Sài Gòn. Từ mảnh đất còn khét mùi thuốc súng, nhưng nấm mộ của cán bộ, chiến sĩ ngã xuống sau trận chiến đấu chưa kịp mọc cỏ, quân đoàn 4 tiến hành chuẩn bị chiến đấu là khu vực thị xã Xuân Lộc. Ngày 21 tháng 4 thị xã này được giải phóng, cũng là ngày đảng ủy và bộ tư lệnh quân đoàn 4 họp bàn nhiệm vụ tiếp theo. Có nghĩa là chúng tôi không có một phút được xả hơi, vì ngay khi quân đoàn đang tiến hành đợt tiến công cuối cùng vào thị xã Xuân Lộc, thì đã được Bộ Chỉ huy Chiến dịch giao nhiệm vụ mới. Trước hết quân đoàn di chuyển sở chỉ huy từ Bắc Sông La Ngà chuyển xuống Tây Bắc Long Thành để tiện việc trinh sát thực địa, tổ chức điều hành toàn bộ lực lượng đặc công của mình xuống, cùng với đặc công miền ém giữ các cầu phục vụ nhiệm vụ mà quân đoàn được giao là cắt đứt đường 15 tiến vào Sài Gòn theo hai trục đường, xa lộ Biên Hòa Sài Gòn và cát lái nhà bè. Thời gian thật gấp, nhưng đối với quân đoàn bốn thời gian càng gấp rút hơn. Ngày 21 tháng 4 giải phóng Xuân Lộc, ngày 24 tháng 4 bắt đầu vào trận. Chỉ có 6 ngày chuẩn bị với bao công việc phải làm, không cho phép chậm, vì từ đây cuộc chiến đấu hiệp đồng trên quy mô lớn. Một không nào đó không khớp là ảnh hưởng chung đến toàn cục. Quân đoàn đang bắt tay vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thì đêm 21 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện cho quân đoàn 4 không thực hiện phương án cũ, chuyển sang hướng đánh chiếm trảng bom, biên hòa, tiến vào Sài Gòn theo trục đường 1. Hướng đường 15 và xa lộ biên hòa, Sài Gòn giao cho quân đoàn 2, cũng là vào Sài Gòn nhưng theo hướng khác, thế là phấn khởi rồi. Nhưng công việc chuẩn bị thì coi như trở về điểm xuất phát ban đầu. Nỗi lo không phải riêng một ai, tất cả các đồng chí thành viên trong bộ tư lệnh. Không ai thắc mắc vì sao lại thay đổi nhiệm vụ, mà lo các công việc phải chuẩn bị gần như đi từ A đến Z. Bộ tư lệnh và Đảng ủy quân đoàn phải qua một đêm trắng bàn bạc, trao đổi để kịp sáng 22 tháng 4 ra sở chỉ huy tiền phương của bộ chỉ huy chiến dịch tại giá giai báo cáo tình hình và thông qua quyết tâm chiến đấu với trung tướng Lê Trọng Tấn, phó tổng tham mưu trưởng Kiêm phó tư lệnh chiến dịch và là chỉ huy trưởng mặt trận phía đông, gồm có quân đoàn 4 và quân đoàn 2. Biết anh Tấn đã vào đây, thực tế đang điều hành nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận phía đông qua các bức điện do anh ký tên. Nhưng tôi vẫn háo hức muốn đến thật nhanh để gặp anh. Xe vừa chuyển bánh, tôi nhắc đồng chí lái xe, tăng tốc để kịp giờ làm việc sau tiếng rú ga, chiếc xe u át vọt tiến lấy đà rồi lướt nhanh đều đều trên con đường mà quang cảnh giống như vùng trung du quen thuộc Phú Thọ, Hà Bắc. Khác chăng đây là vùng mới ra khỏi chiến tranh, chỉ bắt gặp cảnh đồn bót địch đổ nát, làng mạc, đồng ruộng bỏ hoang, cỏ mọc lút đầu. Dân cư từ các khu đồn, ấp chiến lược lũ lượt kéo nhau trở về quê cũ. Anh Tấn đây rồi. Tôi gieo thầm như vậy khi nhìn thấy anh đang đi đi lại lại trong căn lán giá chiến. Hai chúng tôi ôm nhau, Tần ngần ngắm nhìn nhau với bao kỷ niệm xưa cũ lại hiện về, như một cuốn phim lướt qua trước mặt. Khi còn là trung đoàn trưởng trung đoàn Sơn La, là tư lệnh khu 10, đại đoàn trưởng đại đoàn 312, anh luôn luôn tạo thuận lợi cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Và giờ đây anh cũng vậy. Anh vẫn dành thời gian thể hiện đầy đủ trọng trách của một trong những người giữ vai trò chủ chốt trong việc dự thảo kế hoạch chiến lược phục vụ Hội nghị Bộ Chính trị họp tháng 10 và tháng 12 năm 1974. Thảo luận ra nghị quyết về kế hoạch 2 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, hiểu rõ ý đồ của các bước đi, hiểu nghệ thuật chỉ đạo chiến lược và các chiến dịch kế tiếp nhau, chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế Đà Nẵng và bây giờ là chiến dịch Hồ Chí Minh, nên trong khi thông qua quyết tâm của quân đoàn, anh kết hợp trao đổi để cấp dưới hiểu thêm những vấn đề cần thiết trước khi bắt tay vào thực hiện. Anh nói, chiến dịch Hồ Chí Minh ta đánh địch có phòng ngự, nhưng trong thế chúng đang tan vỡ về chiến lược ta đột phá tuyến phòng ngự từ xa, kết hợp vu hồi, hình thành bao vây, trọng điểm là thủ đô ngụy quyền, rồi kết hợp đột phá tiêu diệt quân địch phòng ngự với thọc sâu, lấy thọc sâu là chính, đánh chiếm những mục tiêu then chốt để dứt điểm toàn bộ. Điều anh nói thêm, làm rõ tư tưởng chỉ đạo, chỉ huy chiến dịch này đã giúp chúng tôi đỡ dối trong việc xây dựng kế hoạch chiến đấu cụ thể, biết tập trung vào các nội dung trọng tâm, khắc phục được thời gian hạn hẹp, bảo đảm được yêu cầu chung. Sau khi anh phê chuẩn quyết tâm chiến đấu của quân đoàn, tôi chỉ có một đề nghị, vì đội hình chiến đấu của chúng tôi còn cách vùng ven từ 15 đến 20 km, trong khi địch tập trung quân đông, phải qua nhiều địa hình phức tạp. Xin cấp trên cho nổ súng trước ngày 27 tháng 4, có như thế mới cùng một lúc thực hiện đồng loạt đánh vào nội đô đúng ngày nở của chiến dịch." Anh Tấn nói. "Quân đoàn 2 cũng có chung điều kiện như vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Hoàng Cầm, nhưng còn phải xin ý kiến cấp trên." 8 giờ sau khi trở lại quân đoàn, đang căng thẳng cùng với các anh trong bộ tư lệnh triển khai chuẩn bị công việc chiến đấu thì anh Tấn điện xuống báo. Tin bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh chấp thuận cho cánh quân phía đông nổ súng trước ngày nở một tức ngày 26 tháng 4. Đọc xong điện của anh, tôi nhẹ nhõm thở phào, cất được một mối lo, đầu óc bớt căng. Chiều 23 tháng 4, Bộ Tư lệnh và Đảng ủy quân đoàn họp bàn kế hoạch triển khai cụ thể. Chúng tôi dành nhiều thời gian trao đổi để thấy hết những khó khăn, bàn biện pháp chủ động khắc phục. Đúng là trên hướng tiến công của quân đoàn, tuy địch không có chính diện rộng nhưng có chiều sâu gần 60 km theo trục đường 1, với nhiều cụm phòng ngự dày đặc, nhất là sau khi quân khu 1, quân khu 2 thất thủ, trong bọn tướng cầm đầu quân đội Nguyện xuất hiện hai khuynh hướng, nhiều tên cho tình hình xấu đi nhanh chóng. Cộng sản đang uy hiếp mạnh Sài Gòn, vì vậy cần tập trung lực lượng Có cụm lại quanh Vendo để giữ Sài Gòn. Nhưng Thiệu và một số tên tướng khác trong đó có Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 thì phản đối co cụ. Số này cho rằng có thể giữ vững vùng còn lại, cần tiến hành phòng thủ từ xa, tập trung lực lượng phản kích lấy lại một số nơi để mở rộng thế đứng phòng thủ. Trước hết địch dồn sức mạnh cho Xuân Lộc, địch co về giữ khu vực trảng bom Hố Nai, Biên Hòa Long Bình, Long Thành, nước trong và các cầu trên sông Đồng Nai, với lực lượng hơn hai sư đoàn, trong đó một phần hai là lực lượng dự bị. Không có cách nào khác, Muốn tới mục tiêu cuối cùng, mọi cuộc chiến đấu phải diễn ra trên trục đường một. Không tiêu diệt được địch, không đập vỡ các cụm, các tuyến phòng ngự của địch, không thể tiến vào nội đô. Sau khi trao đổi cặn kẽ các vấn đề chủ yếu, một lần nữa quán triệt chỉ đạo của bộ chỉ huy chiến dịch và những ý kiến hướng dẫn của anh Lê Trọng Tấn, chiều ngày 23 tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh và Đảng ủy quân đoàn họp, hạ quyết tâm lần cuối, tập trung ưu thế binh lực hỏa lực phát huy sức mạnh đột kích của cơ giới và xe tăng, nhanh chóng đập vỡ và chọc thủng tuyến phòng thủ biên hòa, đánh chiếm hai cầu trên sông Đồng Nai, mở cửa đột kích vào Sài Gòn, đánh chiếm các mục tiêu quy định trong nội thành, trước mắt tiêu diệt lực lượng còn lại của sư đoàn 18 và trung đoàn 5 thiết giáp ngụy, đánh chiếm yếu khu trảng bom, không cho địch co cụm về biên hòa, mở đường cho đội hình lớn của quân đoàn thọc sâu vào Sài Gòn. Về sử dụng lực lượng, quân đoàn quyết định sư đoàn 341 đánh chiếm trảng bom, mở đường số 1, sau đó chiếm sở chỉ huy sư đoàn 30 quân và sân bay Biên Hòa. Sư đoàn 6 được tăng cường trung đoàn 209 sư đoàn 7, đánh chiếm căn cứ trung đoàn 3 Ngụy và tiểu khu Biên Hòa. Hai sư đoàn 341 và sư đoàn 6 sẽ mở cửa lớn cho quân đoàn tiến vào Sài Gòn. Sư đoàn 7 là binh đoàn thọc sâu, hành quân bằng cơ giới thọc thẳng vào Sài Gòn, đánh chiếm các mục tiêu thuộc địa bàn quận 1. Nhưng đánh như thế nào? Đây cũng là vấn đề được nêu ra trao đổi. Căn cứ vào thời gian, vào đặc điểm địa hình và vào hình thái bố trí của địch không thể tiến công theo đội hình nhiều thế đội thay phiên nhau làm nhiệm vụ trước mắt tiếp sau, mà phải tiến hành đồng thời, xen kẽ hỗ trợ nhau, bảo đảm phối hợp chung giữa các hướng chiến dịch. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, quân đoàn lệnh cho sư đoàn 341 nổ súng tiến công khu chảng bom. Đồng thời theo kế hoạch chung, ở đông nam trạng bom tiểu đoàn công binh trực thuộc quân đoàn triển khai mở đường quân sự làm gấp, gần như song song với đường 1 và đường xe hỏa xuống tới Bắc Hố Nai. Phối hợp với sư đoàn 341 ở hướng chính diện trạng bom, quân đoàn lệnh cho sư đoàn 6 theo đường quân sự vừa mở, bất ngờ đánh vào tuyến phòng ngự then chốt Hố Nai, do lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến và lữ đoàn 3 thiết giáp phòng giữ, chặn viện từ Biên Hòa ra trạng bom, đồng thời chặn đường rút của sư đoàn 18 từ trạng bom về hỗ trợ sư đoàn 341 hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy trên hướng chính diện, trong khi sư đoàn 341 đang tiến công chẳng bom một chút rất trọng yếu của tuyến phòng ngự tiền duyên, thì sư đoàn 6 được một tiểu đoàn xe tăng dẫn đầu và hai tiểu đoàn cao xạ hỗ trợ trên không tiến theo phía nam. Đường quân sự làm gấp mới mở đánh vào mục tiêu ở phía sau, mang cả yêu cầu vu hồi, chia cắt phía sau chẳng bom. Quân đoàn hồi hộp theo dõi sau khi phát lệnh đến quá trình sư đoàn 6 bước vào chiến đấu vì đây là cách đánh gần như chưa gặp bao giờ. Cuộc chiến đấu ở yếu khu trảng bom diễn ra gay go ác liệt ngay từ phút đầu tan nổ súng. Tại đây địch lập nhiều tuyến chống xe tăng, nhiều ổ hỏa lực với mìn chống tăng dại ra một đoạn dài trên mặt đường và hai bên đường. 26 khẩu pháo 105 và 155 ly bố trí thành nhiều trận địa giải rác gần đó để yểm trợ, gây sát thương ta trên dọc đường từ vị trí tập kết tiến vào vị trí tiến công. Ngoài ra địch còn tăng thêm một tiểu đoàn xe tăng được điều tới để tăng đầu tăng bịt các chỗ bị đột phá. Xe tăng ta chọi với xe tăng địch, rằng co suốt đêm 26 dạng ngày 27 tháng 4. Nhận định khi bị ta đánh mạnh, địch sẽ rút chạy về phía sau. Quân đoàn lệnh cho sư đoàn phải đồng thời có lực lượng đánh chiếm suối địa, lập trận địa chốt chặn để diệt tàn quân địch từ trảng bom rút về. Sư đoàn 341 đã linh hoạt xử trí, kết hợp giữa dùng xe tăng dẫn đầu bộ binh với đánh bộc phá mở cửa có quả bộc phá dùng tới lượng nổ 5kg đánh vào mục tiêu then chốt sở chỉ huy yếu khu và sở chỉ huy tiểu đoàn bảo an 368. Đến 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, ta hoàn toàn giải phóng chẳng bom, tiêu diệt và làm tan giã 2.000 quân địch, đánh hỏng và phá hủy 100 xe tăng, thiết giáp và xe vận tải quân sự, làm chủ đoạn đường một dài 14 km từ ngã ba sông Thao đến tây chẳng bom. Cùng lúc, sư đoàn 6 đã tới mục tiêu quy định, nhanh chóng đập tan khu vực phòng thủ suối Ông Hoàng, diệt và làm tan giá trung đoàn năm thiết giáp địch ở ngã ba yên thế phát triển về phía nam nhận được tin vui này chúng tôi phấn khởi và yên tâm với cách đánh phía trước phía sau xảy ra đồng thời đan sen tạo được hình thái thế trận tiến công có lợi khi sư đoàn 341 giải phóng trảng bom, thì sư đoàn 6 đang phát triển về hướng hố Nai. Như vậy là ngày đầu tiến công 27 tháng 4, sư đoàn 341 và sư đoàn 6 đã hoàn thành đánh chiếm trảng bom, suối địa, long lạc nhưng chưa vượt được hố nai đánh vào biên hòa. Khi tiến công hố nai ta đã có lực lượng hai sư đoàn, vì trước đó sư đoàn 6 đã vòng qua tuyến phòng ngự của địch đánh vào phía sau, kịp thời hợp lực với sư đoàn 341 sau khi giải phóng tràng bom, thành đội hình phát triển về phía hố nai biên hòa. Chúng tôi bồn chồn, lo lắng. Đúng là không cái lo lắng nào trước đó như cái lo lắng lần này. Vì đây là trận đánh lịch sử cuối cùng. Nếu các hướng chiến dịch đã vào đến mục tiêu cuối cùng trong nội đô, Hoàn thành giải phóng Sài Gòn mà quân đoàn 4 vẫn còn loay hoay ở vòng ngoài là không hoàn thành trách nhiệm lịch sử ở vào giờ phút thiêng liêng nhất này. Đã sang ngày 28 tháng 4, như bộ chỉ huy chiến dịch thông báo, hầu hết các hướng phát triển thuận lợi, các binh đoàn chủ lực đã tới trước cửa ngõ Sài Gòn, còn ở hướng Đông, quân đoàn 4 chúng tôi vẫn gặp phải khó khăn trong nhiệm vụ phát triển về hướng Biên Hòa, vì địch lập tại đây một tuyến phòng thủ và cũng tại đây, lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh Đông Dương, địch cấu trúc các tuyến hào chống tăng để chặn đối phương. Ngoài hầm hào, rào kém gai bãi mìn chống bộ binh ở các căn cứ, đồn bót sẵn có từ trước, địch đã thiết kế những trận địa mới, đào hào, giải mìn chống tăng, đưa các xe tăng M41, M48 nằm sâu dưới các ụ đất, các hầm hào có bao cáp bao quanh, trên nòng pháo về các con đường tiến của xe tăng tà. Ngoài ra địch còn biến các dãy phố, nhà dân, công sở, nhà thờ, trường học, bệnh viện thành trận địa. Chúng chất lên đó những bao cát thành lô cốt, hỏa điểm, thành những ổ đề kháng lợi hại. Chúng đặt súng M72 hỏa tiễn chống tăng, súng máy 12,7 ly, DKR 57 trên những tháp chuông, cửa sổ nhà tầng, sẵn sàng nhà đạn, chặn đường tiến của ta. Lực lượng địch ở đây còn khá đông. Lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến giữ trục đường Hố Nai Biên Hòa, số đơn vị còn lại của sư đoàn 18 giữ khu vực Hố Nai Long Bình, chiến đoàn 318 bảo an giữ khu vực ngã ba hố Nai Tam Hiệp. Chúng dựa vào hệ thống trận địa phòng thủ có sẵn để chúng ta. Chúng trà trộn với dân, lẫn lộn trong dân, dùng dân làm lá chắn, đẩy dân chống lại bộ đội. Cuộc chiến của các đơn vị tiến công đã phức tạp càng trở nên phức tạp. Việc phân biệt địch và dân trong lúc chiến sự diễn ra ác liệt thật khó. Cuộc chiến đấu trong thế rằng co ác liệt, mãi chiều 28 tháng 4, Sư đoàn 341 mới vào đến Bắc Hố Nai một địa đầu của tuyến phòng thủ then chốt Hố Nai. Nhiều trận đánh diễn ra ngay trong trung tâm thị trấn. Ta vừa đánh vừa tìm cách tách địch ra khỏi dân, tách dân ra khỏi địch để đánh chiếm từng mục tiêu, tạo bàn đạp đánh rộng ra. Trong khi phía trước sư đoàn 341, sư đoàn 6 đang bước vào giai đoạn chiến đấu, vấp phải sự chống trả rất mạnh của lực lượng địch phòng thủ thì quân đoàn lệnh cho sư đoàn 7 tiến hành thọc sâu theo đường quân sự làm gấp tiến về phía suối địa. Sở chỉ huy tiền phương quân đoàn đi cùng với Phó Tư lệnh Bùi Cát Vũ trực tiếp chỉ huy đội hình thọc sâu. Sáng 29 tháng 4, ở Sở chỉ huy cơ bản chúng tôi bắt được mẩu đối thoại giữa Phụ tá Tổng tham mưu trưởng với Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh quân đoàn ba ngụy dưới đây qua đài kỹ thuật. Xin Trung tướng cho biết tình hình. Nguy ngập lắm. Việt Cộng dùng xe tăng đánh chiếm trảng bom, Long Thành, pháo kích Long Bình. Đường 15 bị cắt rồi. Vũng Tàu có lẽ cũng rơi vào tay Cộng quân, vì hiện mất liên lạc. Quân đoàn 3 ở Biên Hòa bị bao vây ba mặt. Tôi định di chuyển sở chỉ huy quân đoàn về căn cứ thiết giáp gò vấp. Thế là rõ, nửa tháng trước đây, Toàn là một trong số ít hỏi các viên tướng chống lại chủ trương co cụm. Tin vào kế hoạch phòng thủ từ xa có khả năng thắng đối phương vì trong tay Toàn còn có ba sư đoàn tinh nhuệ và nhiều lữ đoàn phối hợp, thì giờ đây lại xuống giọng rất nhanh, đưa ra một cầu cứu mà trước đó y chống lại, và không chờ hồi âm của cấp trên. Ngay hôm đó, toàn và sở chỉ huy của y đã lui về căn cứ thiết giáp gò vấp gần sân bay Tân Sơn Nhất, để thực hiện ý đồ từ sân bay này đào tẩu, bỏ mặc quân sĩ dưới quyền sau khi gọi điện ra lệnh cho Lê Minh Đảo tư lệnh sư đoàn 18 phải bằng mọi giá thực hiện kế hoạch trì hoán chiến. Từ thực tế bi hài kịch này, tôi quyết định thông tin kịp thời xuống động viên các đơn vị nhân thời cơ này tiến nhanh vào Biên Hòa, chủ trở là ân hận suốt đời nếu vào Sài Gòn chậm. Thấy thời cơ quyết định đã tới, Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận, thì quân đoàn 4 vẫn đang vật lộn với địch mở đường vào biên hòa. Quân đoàn vừa động viên vừa ra lệnh bổ sung. Các đơn vị đều chuyển động với khí thế mới, thì đua nước rút với một mong ước chung về đích đúng thời gian. Ngày 29 tháng 4, Sư đoàn 341, Sư đoàn 6 tiếp tục đột phá trận địa địch theo trục đường từ Hố Nai đi Biên Hòa. Ngay khi trời vừa sáng, Sư đoàn 341 tiến công luôn với 5 xe tăng dẫn đầu, đập tan nhiều ổ đề kháng của địch. 10 giờ, đội hình sư đoàn tiến đến ngã ba hố Nai đi Biên Hòa, phải dừng lại vì gặp bốn tuyến hào phía trước. Xe tăng không qua được. Sư đoàn 6 tiến công căn cứ thiết giáp của sư đoàn 18 ở Yên Thế, đến 17 giờ làm chủ căn cứ, địch bỏ chạy. Sư đoàn tiếp tục phát triển vào hố Nai, bị địch chặn lại. Sư đoàn 7 mãi 23 giờ ngày 29 tháng 4, mới đến cách hố Nai 1.500 phải dừng lại triển khai chiến đấu diệt một tiểu đoàn thủy quân lục chiến, một bộ phận trung đoàn 52 sư đoàn 18 và 22 xe tăng địch. Lúc này tuyến phòng thủ Hồ Nai đã bị sư đoàn 341, sư đoàn 6 đập tan, nhưng vẫn còn tàn quân địch lẩn trốn, trà trộn vào dân, chia thành từng tốp nhỏ chống lại theo kiểu đánh du kích. Chúng dùng tiểu liên M16, súng M79, M72 từ trên các nhà cao tầng, các gác chuông nhà thờ bắn lén vào đội hình hành quân, làm cháy một số xe pháo, buộc sư đoàn 7 phải xuống xe tổ chức chiến đấu, ảnh hưởng đến tốc độ hành quân. Khi được tin sở chỉ huy nhẹ của quân đoàn 3 chuyển về gò vấp tối 29 tháng 4, qua đại kỹ thuật Lê Minh Đảo cầu cứu bộ tổng tham mưu ngụy rút quân sang bờ tây sông Đồng Nai, trong khi các lực lượng ta vẫn còn bị địch chặn ở ngã ba hố Nai đi Biên Hòa, Phó Tư lệnh Quân đoàn Bùi Cát Vũ ở sở chỉ huy tiền phương lệnh cho pháo bắn chặn hai bên đầu cầu, không cho địch phá cầu. Đó là một xử trí rất kịp thời sau khi Bộ Tư lệnh Quân đoàn Thống nhất quyết tâm bằng bất cứ giá nào phải đánh chiếm cho được Biên Hòa trước 0 giờ ngày 30 tháng 4, tôi lệnh cho các đơn vị. Sư đoàn 6 bỏ các vị trí, các căn cứ còn lại ở Hố Nai, tiến theo bên trái đường số 1, đánh chiếm sở chỉ huy quân đoàn 3 và cầu gành, thọc sang bờ tây sông đánh chiếm đầu cầu, giữ bàn đạp. Sư đoàn 341 vòng qua phía bắc, đánh chiếm sân bay Biên Hòa. Sư đoàn 7 đột phá từ Hố Nai, đập vỡ lá chắn địch ở ngã ba Tam Hiệp, cố gắng đưa đội hình sang tây sông Đồng Nai trong đêm. Súng nổ dữ dội suốt đêm từ phía biên hòa dội về sở chỉ huy quân đoàn và ở đó ánh hỏa châu hắt lên một quầng sáng. Đúng là trận chiến đấu căng thẳng để đưa đội hình qua sông. Khu vực xảy ra trận đánh ác liệt ở ngã ba Tam Hiệp. Ở đây cũng là một trận địa chống tăng với tuyến hào chống tăng vắt qua đường, bao lấy căn cứ. Lúc ấy đã là 2 giờ sáng 30 tháng 4. Trời sáng mà không thanh toán được cái lá chắn này thì làm sao vào được Sài Gòn sớm. Ý thức rõ được vai trò, ý nghĩa của nhiệm vụ thọc sâu, sư đoàn 7 đã giải quyết xong căn cứ này khi trời sáng. Ngày tổng công kích đã đến, đằng đông hắt lên một màu hồng quen thuộc. Màn sương mỏng trong các cánh rừng cao su tan dần, cảnh vật thật đẹp. Tôi làm việc ngay với đồng chí trưởng phòng tác chiến, nghe báo cáo về các diễn biến từ bộ chỉ huy chiến dịch báo xuống, các đơn vị điện về, trên tất cả các hướng. Quân ta đã vượt qua những điểm phòng thủ cuối cùng của địch. Khi nghe binh đoàn thọc sâu quân đoàn 2 đã tiến đến cầu Sa lộ, thì trong tôi cái vui cái lo cứ đan xen. Vui thì rõ, chỉ còn vài giờ nữa Sài Gòn sạch bóng thù, Hòn Ngọc Viễn Đông từ nay vĩnh viễn thuộc về ta. Nhưng lo thì nhiều hơn, cứ bám chặt trong tôi. Vì các đơn vị đã hoàn thành đánh chiếm các mục tiêu thuộc khu vực biên hòa, nhưng địch ở đây, căn cứ biên hòa, khu vực phòng thủ mạnh nhất của địch trước cửa ngõ Sài Gòn vẫn tiếp tục chống trả. Kể cả những tên đang lần lút, các đơn vị quân đoàn chưa vượt sang Tây sông Đồng Nai. 4 giờ sáng, phân đội đi đầu của sư đoàn 7 tiến đến cầu sắt xe lửa Biên Hòa, nhưng tăng không qua được vì cầu này yếu. Trọng tải chỉ đảm bảo xe 12 tấn. Cầu mới bị địch phá. Chuông điện thoại réo liên tục, trên gọi xuống thông báo diễn biến chung và đòi báo cáo tình hình tiến công của hướng Đông. Dưới gọi lên báo cáo, xin chỉ thị xử trí. Thần kinh căng như sợi dây đàn chưa biết bao dữ kiện cần phải nhớ, phân tích và xử lý. Sau khi điện xin ý kiến và được Bộ Chỉ huy Chiến dịch chấp thuận về trường hợp Sư đoàn 7 không theo kế hoạch cũ, tôi ra lệnh, lúc ấy là 6 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sư đoàn 6 tiếp tục truy quét tàn quân địch, diệt các mục tiêu còn lại, làm nhiệm vụ quân quản khu vực thị xã Biên Hòa. Sư đoàn 341 nhanh chóng vượt qua cầu đường sắt bằng xe tải, đánh chiếm các mục tiêu đã phân công ở quận Gò Vấp, quận 3, quận 10. Sư đoàn 7 sốc lại đội hình, nhanh chóng quay ra đường xa lộ tiến vào mục tiêu quận 1 như đã được giao. 8 giờ ngày 30 tháng 4 đội hình thọc sâu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Đến đầu thị xã Biên Hòa sẽ phải ra xa lộ tiến vào Sài Gòn. Lữ đoàn 52 quân khu 5 đi sau đội hình sư đoàn 7 theo xa lộ vào Sài Gòn đánh chiếm quận 10. Sư đoàn 7 vừa ra đến đầu xa lộ thì cũng vừa lúc đội hình thọc sâu quân đoàn 2 đã qua trước đây ít phút. Như vậy trên hướng đông đội hình thọc sâu có sư đoàn 7 quân đoàn 4 và sư đoàn 304 quân đoàn 2. Đi đầu đội hình sư đoàn 7 là đại đội 7 anh hùng do chính trị viên Hoàng Cao Đại chỉ huy, có xe tăng, trương cờ cách mạng tiến về phía trước, phải gạt hai chiếc xe tăng M41 bị ta bắn cháy sang lề đường để tiến lên. Một cán bộ vừa được giải thoát khỏi nhà tù Tam Hiệp Hồi sớm ngồi trên chiếc xe tăng đi đầu, chỉ đường cho bộ đội theo đường hồng thập tự quẹo qua đại lộ thống nhất là tới dinh độc lập lúc đó là 12 giờ 30 phút. Một giờ trước đó, lữ đoàn xe tăng 203 và trung đoàn 66 thuộc quân đoàn 2 đã tiến vào dinh độc lập, buộc Dương Văn Minh và toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng và cắm cờ quyết thắng lên tòa nhà chính. Tư lệnh sư đoàn 7 Nam Phong vào sau đoàn xe tăng của đại đội 7 gặp anh Hoàng Đan, phó tư lệnh quân đoàn 2 ở dinh độc lập. Cả hai đều tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ cho đến giờ chót, khi Đờ Cát và toàn bộ bộ tham mưu của Đờ Cát bị bắt cán bộ sư đoàn 9, sư đoàn 7 quân đoàn 4 cùng cán bộ, chiến sĩ quân đoàn 2 nắm tay nhau đầy xúc động ngay tại dinh độc lập, sao huyệt cuối cùng của địch trong niềm vui đại thắng. Tôi và sở chỉ huy cơ bản quân đoàn từ Bắc chẳng bom cũng di chuyển xuôi về Sài Gòn sau sư đoàn 7. Vậy mà phải 13 giờ 30 phút cùng ngày tôi và các đồng chí trong bộ tư lệnh mới tới được điểm hẹn lịch sử, vì dọc đường không phải dừng lại chiến đấu mà là trước sự đón tiếp cổ vũ đầy nhiệt tình của đồng bào đoàn xe không thể tiến nhanh được buộc phải giảm tốc độ như người đi bộ đồng bào vây xung quanh tiếng hoan hô vang dậy chúng tôi bị nhân dân và cả binh sĩ địch đầu hàng vây chặt không biết mấy chục lần nhất định không cho đi họ muốn nhìn mặt đòi bắt tay đòi nói chuyện bắt nhận quà ăn cơm kỳ lạ thật vẫn đang trong thời điểm tiến quân vào trung thâm tiếp tục tiến công tiêu diệt các ổ đề kháng tàn quân ngoan cố đang rình dập bắn lén mà lại bắt gặp cảnh này cảnh như ca khúc khải hoàn đoàn quân thắng trận trở về, được tình cảm đầm thắm hậu phương sưởi ấm. Khi tôi tới dinh độc lập thì đã gặp Võ Văn Dần, tư lệnh sư đoàn 9 có mặt tại đây. Nắm tay tôi, tư lệnh dần dạng giữa niềm vui và cả xúc động. Chúc sức khỏe tư lệnh quân đoàn. Mình vẫn khỏe. Tôi đáp và hỏi tiếp, dần vào đây lúc nào? Báo cáo tư lệnh, lúc 10 giờ 30 phút, hoàn thành đánh chiếm biệt khu thủ đô và cũng là lúc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng là tôi cho một tổ xe tăng dẫn đầu bộ binh hội chiến tại dinh độc lập và xin được trở về đội hình quân đoàn đúng lúc xe tăng quân đoàn hai tiến vào dinh độc lập. Một chiến thắng thật đẹp và một ý thức tổ chức rất đáng được biểu dương. Chỉ nói được có thế, nhưng trong tôi chứa bao kỷ niệm muốn nói, vì tôi và sư đoàn 9 gắn bó từ đầu, đã qua tất cả các trận chiến đấu ở miền Đông, đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Hao khi chiến thắng dầu tiếng tháng 3 năm 1975, Sư đoàn 9 được lệnh tách khỏi đội hình quân đoàn, chuyển về đoàn 232 chiến đấu ở phía Tây Nam Sài Gòn. Lúc đó cả tôi và anh em sư đoàn 9 như có cái gì sững lại. Tình cảm tôi không muốn sư đoàn 9 vắng mặt ở chiến trường Đông Nam Bộ và anh em sư đoàn 9 cũng thấy phải xa quân đoàn vào thời điểm này cũng không thật thoải mái. Nhưng biết làm thế nào, đó là nhiệm vụ, yêu cầu, đó là mệnh lệnh của cấp trên. Niềm tự hào của tôi về sư đoàn 9 lại được bồi đắp và nhân lên. Tách khỏi đội hình quân đoàn nhưng sư đoàn 9 vẫn giữ được vai trò nòng cốt của mình trong đội hình chiến đấu mới, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chiếm một trong năm mục tiêu trọng điểm trong nội đô. Để đi được tới đích cuối cùng, sư đoàn 9 đã vượt qua không ít khó khăn, đưa đội hình binh chủng hợp thành vượt sông vàm cỏ, qua bao nhiêu bưng sình. Còn bao điều muốn nói, bao chuyện muốn trao đổi, tâm sự, nhưng lúc này còn nhiều việc phải làm, cần làm, cũng nghiêm túc và khẩn trương trong điều kiện chiến tranh đã đi qua mà vẫn gian khổ, nguy hiểm nếu không chắc bản lĩnh, có thể bị đạn bọc đường tiến công. Hai chúng tôi chia tay nhau trong lưu luyến mặc dầu thời gian tới, đều có điều kiện thường xuyên gặp nhau. Lúc này tôi mới có phút xả hơi, được nhìn quang cảnh một cái dinh. Một địa danh quen thuộc với tất cả cán bộ, chiến sĩ có mặt trên chiến trường. Nhất là chiến trường Đông Nam Bộ vì trước đó lúc 10 giờ ngày 30 tháng 4 nó vẫn là xào huyệt cuối cùng của quân thủ. Điều dễ thấy căn dinh mang dáng dấp một đồn binh, một trại lính có tới ba hàng rào và công sự ngăn cách với bên ngoài. Trong vườn dinh vẫn còn lều lán của binh sĩ địch canh phòng, xe bọc thép và súng phòng không chĩa ra tứ phía. Được biết Dương Văn Minh và nội các của ông ta từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng, nhưng vẫn lấm lét sợ hãi không dám ngò lời. Tôi chủ động nói với họ, các ông có thể báo người nhà đem cơm tới, từ sáng đến giờ, đói chịu sao được. Họ lễ phép cúi đầu, hai tay chấp cám ơn, đưa mắt nhìn trộm tôi tất cả đều cung kính, thưa bẩm vì thấy tôi tóc ngà hoa dâm họ cho là tướng chỉ huy, khi gặp bất cứ chiến sĩ nào của ta họ đều hỏi như thế. Đêm ấy tôi cùng cán bộ, chiến sĩ nằm ngoài hiên căn dinh, trên nền gạch lát hoa thật mát, lo toàn chiến tranh đã qua đi, thành phố về khuya yên tĩnh, không gian thoáng mắt, vậy mà cứ thao thức hoài, mặc dầu những ngày dài vừa qua kể từ chiến dịch đường 14, Phước Long, chẳng đêm nào tôi được ngủ trọn vẹn. Gần đây, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 1975 đều đói ngủ, mà vẫn cứ trong mắt với những suy nghĩ miên man. Nằm tại dinh độc lập thật rồi mà cứ thấy ngỡ ngàng như mơ. Khi được tin chiến dịch mang tên Bắc, cái vui mừng, cái xúc động rộ lên, tiếp sức mạnh để đi vào nhiệm vụ rồi tan nhanh vào trong công việc. Từ cảng nhà rồng Bắc ra đi tìm đường cứu nước đến khi trở về, thành phố đã bị quân xâm lược trở lại chiếm đóng lần thứ hai. Cái không khí không có gì quý hơn độc lập tự do, mà thành phố được hưởng chẳng là bao bác nhớ miền nam nỗi nhớ nhà tâm huyết bác dành phần nửa cho miền nam nam bộ là lãnh thổ của việt nam là thịt của thịt chúng tôi là máu của máu chúng tôi hai lần từ miền nam ra tôi đều được gặp bác được bác hỏi nhiều chuyện bác dặn dò các công việc khi trở lại miền nam thì tôi cứ tiếc bác đã đi xa tiếc là miền nam mong bác nỗi mong cha mà bác không về được với tất cả tình cảm đó mà bộ chính trị quyết định chiến dịch giải phóng sài gòn gia định mang tên chiến dịch hồ chí minh và khi tên chiến dịch Hồ Chí Minh được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là đối với quân dân miền Nam, quân dân B2 thì sức mạnh được nhân lên, góp phần tạo đà cho chiến dịch mang tên Bác đi tới đích. Bác đã không còn nữa nhưng Bác vẫn là tổng chỉ huy của chiến dịch toàn thắng này, qua các tư tưởng quân sự của người để lại, đã thâm nhập trở thành tâm đắc, thành tiềm thức của lớp thế hệ tham gia sau tháng 8 năm 1945 có mặt trong thập kỷ 60-70 thực hiện. Trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta, chưa có cuộc hội quân nào vĩ đại như lần này. Một đội quân trên 200.000 người cùng hơn 1.000 pháo, cối, các cỡ, 500 xe tăng và thiết giáp tiến về Sài Gòn trên một thế trận đã được chuẩn bị công phu, tạo điều kiện cho việc thực hiện hai phương thức tác chiến kết hợp tiến công bằng các binh đoàn chủ lực cơ động với hoạt động chiến tranh nhân dân địa phương rộng khắp. Ta không chỉ huy động lực lượng áp đảo địch, mà còn chiếm ưu thế, hình thành thế bao vây chia cắt địch cài răng lược cả bên trong và bên ngoài không cho địch ở vòng ngoài co cụm để cùng lực lượng bên trong cố thủ phối hợp trong ngoài cùng đánh bằng tiến công và nổi dậy làm cho địch không thể ngăn chặn và làm chậm tốc độ các mũi đột kích của bộ đội chủ lực tiến vào mục tiêu cuối cùng của chiến dịch bằng chiến dịch hồ chí minh chúng ta đã giải phóng sài gòn trong nguyên vẹn không có tắm máu trả thù khổ sai tẩy não như kẻ địch lớn tiếng xuyên tạc những ngày tàn trước đó Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng là kết quả đỉnh cao của một thế trận được Đảng ta chuẩn bị công phu, kéo dài suốt ba thập kỷ, được quân và dân ta tổ chức thực hiện một cách thông minh, dũng cảm và đầy sáng tạo. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng mang ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại, như một cột mốc đánh dấu đất nước từ đây chuyển sang kỷ nguyên mới. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc chương cuối của tập sử thi giữ nước của nhân dân Việt Nam đánh bại ba đội quân xâm lược nhà nghề phát xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sứ mạng giành lại độc lập tự do và thống nhất tổ quốc sau nhiều năm bị ngoại bang chia cắt và thống trị. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mang tầm vóc thời đại, được xem như là một trong những sự kiện nổi bật trong nửa cuối thế kỷ 20 chúng ta chiến đấu và chiến thắng trước hết là do sự thôi thúc của sự nghiệp chính nghĩa theo tiếng gọi. Không có gì quý hơn độc lập tự do của vị cha già dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó chính là nguồn gốc tạo nên mọi thắng lợi. Nhưng sức mạnh chính nghĩa không tự nó trở thành hiện thực, mà còn phụ thuộc vào đường lối chính trị, đường lối và nghệ thuật quân sự dũng đắn, sáng tạo vào việc hạ quyết tâm chiến lược chính xác. Trong cuộc đụng đầu lịch sử này, từ tầm nhìn dân tộc kết hợp với tầm nhìn thời đại, từ tư duy cách mạng kết hợp với tư duy khoa học, đảng ta đã hạ quyết tâm tiến công quân Mỹ ngay từ khi chúng mới đặt chân lên mảnh đất miền Nam Việt Nam. Một mảnh đất mà tiềm lực mọi mặt còn thua xa tiềm lực một bang của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ. Tiến công Một quyết tâm chiến lược chính xác trên đây tuyệt đối không phải duy ý chí, mà là một định hướng của biện pháp cách mạng, mang nội dung chỉ đạo thực tiễn phong phú, bởi dám đánh Mỹ sẽ tìm ra cách thắng Mỹ. Quân Mỹ nhảy vào xâm lược miền Nam nước ta có số lượng đông, hỏa lực mạnh, Phương tiện cơ động cao, thành thục trong tác nghiệp tham mô tác chiến hiệp đồng binh chủng, chịu giúp kinh nghiệm sau mối thất bại và có đủ điều kiện khắc phục khi thấy có thiếu sót sai lầm. Đó là mặt mạnh, khác xa quân đội xâm lược Pháp hồi kháng chiến 9 năm mà ta không thể chủ quan. Xem thường khi điều hành chỉ đạo chiến lược chiến dịch, chỉ huy chiến đấu. Tuy cùng cách, thủ đoạn tiến hành xâm lược có khác nhau nhưng cả Mỹ lẫn Pháp đều theo đuổi cuộc chiến phi nghĩa buộc chúng phải tạo ra ưu thế quân sự áp đảo ban đầu để ổ ạt mở các cuộc hành quân xâm lược theo phương châm đánh mạnh, thắng nhanh, buộc chúng phải giải quân, đóng đồn bót, xây dựng căn cứ quân sự, hệ thống chi khu, yếu khu, các vành đai trắng, hệ thống các khu dinh điển, ấp chiến lược, thực hiện chiến lược phòng thủ diện địa, chiếm đất giành dân. Vì vậy tìm cách đánh Mỹ phải tư cách đánh Pháp, vì cả hai cùng có chung một thủ đoạn tiến hành xâm lược, tuy hình thức và thủ đoạn tiến hành có khác nhau. Trong suốt chặng đường đánh Mỹ ở Đông Nam Bộ, qua các chiến dịch Bình Giã, Phước Long, Đồng Xoài lần thứ nhất, Bầu Bàng, dầu tiếng đến các chiến dịch Nguyễn Huệ, đường 7 ngang rạch Bắp, đường 14, Phước Long và ngay cả trận Xuân Lộc trước khi bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng ta đều áp dụng các hình thức chiến thuật cơ bản như đánh điểm diệt viện hoặc vây điểm diệt viện, tập kích, phục kích, vận động phục kích đánh giao thông, chỉ khác ở cách vận dụng mang lại hiệu quả, làm phá sản nhiều chiến lược chiến tranh nhiều cuộc phản công chiến lược tìm diệt đánh đại hoàn toàn chiến lược phòng ngự diện địa của mỹ với các thủ đoạn chiến thuật cực kỳ tàn bạo và nham hiểm dựa trên cơ sở trang bị hiện đại như thiết sao vận trực thăng vận tiến công đó là tư tưởng chỉ đạo chiến lược xuyên suốt trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng trong nghệ thuật chiến dịch chỉ huy chiến đấu chúng ta đã thực hiện cả cách đánh phòng ngự vì đó là hai cách đánh địch cơ bản hỗ trợ cho nhau đáp ứng các yêu cầu cụ thể của chỉ đạo chiến lược Cách đánh phòng ngự ở chiến trường Đông Nam Bộ không ngừng phát triển, nó gần với tiến công mang một cái tên mới, chốt chặn kết hợp với vận động tiến công tỏ ra có hiệu quả, làm thất bại âm mưu địch trong những thời điểm quan trọng do chỉ đạo chiến lược yêu cầu như đã kể trên. Đông Nam Bộ, mảnh đất gian lao mà anh dũng đã góp phần xứng đáng vào việc hoàn thiện đường lối quân sự và nghệ thuật quân sự mang đậm nét độc đáo Việt Nam. Đông Nam Bộ đã đùm bọc, ưu ái tạo thời cơ cho tôi được tham gia chiến đấu và trưởng thành trong chặng đường 10.000 ngày, có 3.650 ngày sống và chiến đấu ở Đông Nam Bộ đã để lại trong tôi tình cảm nhớ mãi, biết ơn. Nơi ấy chính là quê hương thứ hai của tôi. Khi suy nghĩ kể lại những trang cuối cùng của chặng đường 10.000 ngày này, bỗng tôi bồi hồi nhớ Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Ninh Mít, Đông Khê, Nghĩa Lộ, Bản Hoa, Na Sản, Điện Biên Phủ, Phước Long, Đồng Xoài, Bù Đăng, Bầu Bàng Dầu Tiếng, Nhà Đỏ Bông Trang, Cần Đâm, Cần Lê, An Lộc, Tàu Ô Xuân Lộc. Nhớ các anh chị Lê Thám, Văn Sỉ, Nguyễn Phúc, Vũ Văn Lịch, Khuất Duy Kính, Hoàng Mười, Tạ Đình Hiển, Thăng Bình, Chu Phương Đới, Trần Quân Lập, Trần Cư, Trần Can, Văn Phác, Lê Trọng Tấn, Trần Độ, Nguyễn Bàng, Sáu Khâm, Nguyễn Thế Bôn, Lê Xuân Lựu, Năm Phòng, Ba Hồng, Ba Vũ, Hoàng Thế Thiện, Lê Văn Tưởng, Chín Mây, Lê Nam Phong, Út Liêm ba đình xu sáu thượng năm sài gòn ba cúc tư thanh ba chân năm đàn sáu tăng sáu hưng trần kính tư nguyện sáu phát hai phong bảy kính bảy tuyết hai tuyến út minh ba ngoan đoàn đức thái sáu trèo hai lẻ kim dung nhớ các chiến sĩ nguyễn văn minh cắm cờ quyết chiến quyết thắng lên nóc hầm tướng đờ cát ở điện biên phủ chiến sĩ nguyễn văn hoan cắm cờ quyết chiến quyết thắng lên nóc nhà tỉnh trưởng phước long bởi những địa danh ấy, những đồng chí, đồng đội ấy đã gắn bó máu thịt trong những ngày gian khổ ác liệt và cũng đầy hứng khởi hào hùng, đã sưởi ấm tình cảm tôi, nâng bước tôi đi để cùng các anh các chị hoàn thành nhiệm vụ, góp phần mình vào sự chuyển động của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giữ nước vĩ đại, để có được ngày tươi sáng hôm nay.